Đồ chết mẹ à. Tớ vậy cái mặt tao cá đen giống mặt mày không? Bả nãy mày hai mày dưới con nhau yêu mày chào tao đúng không? Chào đâu? Đúng chào đâu? Bây giờ hồi nãy cậu có massage liệu trình không? Có. Nó con chung nó kêu là cái thuốc gì nó kêu gì á? Mày khó mỹ phẩm gì bôi lên 2 tiếng ngồi xem muốn rửa. Nên là con không rửa. Mày mày điên như địa vậy? Cậu cũng điên như tao. Má hai bên chào tao đúng không? Chào đâu chào? Anh điểm làm gì chào? Đây cô. Yeah. Đó, vô coi cô. Có hai bản mặt đây nè. Hiện nhỏ nào ngồi nhà người là giờ chạy ra đây thấy không? Trời lẻ mày. Này. Mày thấy không? Trời đất ơi, lớn rồi đâu, có mặt đi mặt mặt mèo đâu. Trời mất dạy mà. Mày tới đi qua đường dài rồi, để nhìn tao mặt tao rồi. Đi giờ không đứng nữa mày thằng ôm bên. Không. Tao lên đốt nhà mày nha. Bye bye nha, bye bye mọi người nha. Chúng tôi xem clip vui vẻ nha. Ok xong. Ok xong. Mày mày ra đây cái thằng ké hô, cái thằng liên hô xong. Mày đang ở đâu? Mày không biết vậy nè, kẻ thị sở An Nhân nó biết cái mặt mày hết rồi. Đen thui như cái mặt thức chó rồi mà sao? Mày không biết nè mà mày còn dắt cái mặt mày mày đi nhông nhông ngoài đường vậy thằng ké hô. Hử? Mày ra đây, mày ra đây. Mày ra chỗ tao biểu ơi. Gần gần ngay chỗ quán cà phê Nam Sơn này. Nhanh đi thằng khốn nạn. Mẹ thằng quần ào. Bữa này tao chơi hơn với tụi bay luôn. Hello tất cả mọi người nha. Cái gì xuống lúc nào ôm ôm mấy hết mày. Cậu bảy làm gì cậu bảy? Mày rồi rồi thứ tao chấm thôi cho nó. Bữa nay tao quyết tao lấy tiền của cái thằng lẹo. Mẹ tao trời lúng bánh với cái thằng lẹo á tao. Cô máu luôn cậu ấy. Dán tóc lên nè. Đó. Em que đồ nó cho tao kêu đó, nay tao phải lấy 2 triệu. 2 triệu. Lẽ có gì chia con ít nha. Tiền nhan sắc của tao. Tiền nhan sắc của tao. Tiền nhan sắc của tao. Chia cho con ít uống cà phê rồi. Này, sao màn hình nó mờ dữ bay. Trời, mày thấy mày lại dúng bị bệnh chưa? Mày lại dúng bị bệnh chưa? Mày thấy giống như ý là bị bệnh đó cha, tao mới lại tao tống tiền được cho mày. Tức que mà. Thôi, vậy thôi. Trời mắt nhan sắc của tao thôi, sao? Em điền máu dữ quay. Anh thằng tới kìa. Anh thằng tới. Quay vô đi. Cái thằng quần kia mày làm gì vậy? Mày bước kia tao biểu không? Tao cậu mày nha. Cái này cậu bị gì vậy? Mày vô đi. Con mày nguy quá không? Mày mà đừng đái là tao mày mày chạy. Mày chạy. Mày vô mày chạy thoát được tao đi. Dựng mạch tạo sao mày? Mày cậu muốn bớt cậu bị ơn. Tao hóa trang á chứ không có bị gì hết á. Thằng quần. Chùa tao chui vô cái hầm nào mà giờ cái mạch. Bước lại biểu mày. Má mình giờ là tao phải hóa trang nữa tao lên tao lấy tiền thiền liệu lại. Con nói cậu bị cái ví dụ hôm qua đâu phải do con đâu. Nói tao cậu bị với con cũng bị tao mà. Thì bây giờ tao mày bàn tính với mày đó lên lấy tiền liệu lại nè. Sao mọi chữ dữ vậy? Chứ sao mày ngu dữ vậy? Sao mày cái mặt mày vậy không nhục, không biết nhục hay sao mà cứ quay đường mày đi vậy? Tao không có bị gì hết á, tiền quần. Cậu bị mệnh. Tao không có bị gì hết á. Tao lấy cái son này đó, tao chấm chấm lên nè. Là nói bị bệnh đó, tao lên tống tiền liệu. Hiểu không? Còn cái mặt cậu như con chó đốm mà còn. Mày mà ổn mắt vậy với mày. Lấy chú gái tao chứ không nghĩ giờ tao ủi mày kiếm mẹ. Giờ mày nói chuyện cậu bị bệnh gì không cậu? Không Tú không có bị gì anh nghe nè.
đứng xa xa chú ơi. Lọ thì tao quẹt lên mặt chứ có quần quẹt đâu mà. Bây giờ á là ngày hôm qua nó trao mình vậy đúng không? Bây giờ giống như kiểu như là mình sẽ chấm lên. À. Lúng con mấy con sao? Mày lấy khẩu đen ra coi. Để tao chỉ cho. Con sợ cậu bị bệnh quá. Lấy một đứa 2 triệu, hai đứa 4 triệu. Nói là mình bị dị ứng xong mình đi khám bệnh vô Sài Gòn chụp CT. Lấy một đứa 2 triệu, hai đứa 4 triệu. Nói là mình bị dị ứng xong mình đi khám bệnh vô Sài Gòn chụp CT. Hiểu không? Đi da liễu với cậu ấy. Da liễu đi, da liễu. Không chụp CT cho nó tốn tiền nhiều. Da liễu đâu bị xi nhơ vậy? Bị. Cái mã mày hô mày đâu cần phải che đậy nhan sắc mày nữa đâu. Giờ này mày nghe lời tao đi. Bây giờ tao sẽ chấm cho mày giống tao vậy. Nhẹ 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 thôi. Tao chấm cho mày hai ba ái thôi. Hai ba cái thôi. Vậy một mình cậu nên lấy 2 triệu còn lấy con nghĩ lấy không được đâu. Cậu mẹ nói. Mình lớn rồi mình bỏ tay nói cậu. Lấy mày không lấy mà mày lấy mày cho tao. Cậu mày lấy nhớ chia cho con đó nha. Trả mày 100 ngàn. Chỉ cái mày con nó dị ứng chứ cái đi. Hôm qua giờ nó ngứa, hôm qua giờ cũng đi. Lạ nè mà dị ứng cái mặt mày, mặt tao như mặt trận đây còn chưa xi nhơ gì. Mặt mày làm gì? Ngứa vậy lát nó lên làm quẹo muốn lấy được tiền nha anh. Đầu đi nấu cháo heo nhà cậu ấy. Nấu cháo cho gà. Chứ cậu làm gì? Ép. Mẹ mặt mày hô vậy, mấy hột này nó không đẻ. Vậy cậu làm vậy? Cậu mẹ đi. Làm gì mà sợ dữ mày? Cậu bị bệnh gì? Nhưng mà nào nữa mày lấy tiền, mày lấy tiền thiên hạ dở lắm mày. Mày lấy lần 2 triệu, mày cứ nói là mày bị ái cho tao. Bị gì? Bị ngày hôm qua bị rửa mặt nè, mày bâu cái chất gì lên, tao bị dị ứng. Bị dị ứng ghê. Mày nghe lời tao ơi, tao ăn dạ nhà nó bao năm nó rồi thì tiền ra. Tao có chiêu mà. Nếu cậu tao vậy nó không tới. Dị ứng này nó không biết liền. Mày việc này thôi. Nè, ví dụ như vậy nè đúng không? Cái nó làm sao thì nó hài hài chút, ví dụ như cậu đưa lên bốn tay nè, ví dụ cậu nhắm mắt lại thôi, cậu nhắm mắt lại, nhắm mẹ mày mẹ, mày tướng tao ngu lắm mày, mày tướng chưa, mày bốn nè, mày giỡn mày tao mày, ngỡ xin lỗi cậu, mày xin lỗi không vậy mày xì ra 100 ngàn, mày quẹt cái mày đường tao 100 ngàn, tiền là mít đầu cứ cậu gặp mà cậu hối tiền, cậu tướng ôn dầu lắm sao vậy, nợ nần đầy đều trả nấu đây. Mấy em xuống nạn giữ mày, giống nhẹn ve nữa mày. Bây giờ bị dị ứng mà đâu cần phải bâu mặt chạy đâu. Đưa tao bâu lại. Nếu một bên sao điều. Đưa tao bâu lại. Hai bên đi. Không cần cậu lỡ đâu. Bây giờ con hứa nha. Nếu trường hợp lên lấy được 4 triệu là con cho cậu hết. Không. Đừng tao vợ bị dụ anh. Giờ tao sẵn không đâu mày. Đâu phải vợ ăn tao đâu. Thằng Hiếu là lỡ cho đâu. Cậu chắc gì cậu lấy được 4 triệu đó. Đúng không? Đó. Vậy rồi. Cái kia này. Không vậy được đâu. Mày bông mày giống nhẹm que nữa trăm mắt mẹt giờ này kia ấy. Lỡ đâu. Sao mày ngu thế hả? Mày bao nhiều hơn tao, mày tính lấy tiền nhiều hơn tao ấy. Con 2 triệu chắc chắn rồi. Thằng giờ bây giờ là ê cái chỗ này dễ mẹt trên cho đẹp mày. Mẹt trên cho dúng bao công đó. Mày bị đen à? Đồ máy chết rồi. Sao nó xấu như cậu chết rồi. Em ơi nhớ lên nằm quẹn. Không, mặt trăng đẹp, mặt trăng đẹp. Đưa tao làm cái mặt trăng nữa. Phải ra cậu ơi. Mặt trăng phải có mặt trời, đưa tao diễn cái mặt trời nữa chứ. Mặt trời dưới này nè. Xong chưa? Cái gì? Xong chưa? Mày bẹn ơi. Chút nữa cho 50. Không, mà nãy mới nói 100, giờ nói 50 rồi. Ê, mình lấy nó luôn rồi. 4 triệu nhưng mà họ lấy không được đâu, con nói cậu không. Tao linh tao bà tao lết tao chứ kẻ thì sẽ ăn nhau, nó tao chụp hình công an, tao kêu công an tao như luôn. Vậy là cậu bây giờ là cậu phải làm một cái dấu ở trong này chữ thập đây nè, đó giống như là dư lại ở dưới đây nữa là cậu biết không, thà tiếng công lùi cũng dễ con chốt đâu đó. Đấy con nói cậu, nó thấy con chốt đi là nó sợ liền. Bây giờ cậu nó làm sao đây, nó quýnh cả tướng ấy. Mà mẹ thì bà phải con, thì bà phải tao lấy mày. Tự nhiên nó dễ nó không có quýnh cả tướng cái đầu, nó lên nó xuống, nó có thấy con chốt nó cũng vậy, nó tướng đâu con gì con heo ấy. Con biết bây giờ con mệt cậu ấy quá, tự nhiên ra cậu bấu đây áo đây quần của con cháo đây con nậu con tẹn không chết rồi nha.
giờ sao giờ mà ngày hôm qua con nhân viên đó nó chào mình chứ con Hiến nó biết không? Còn nó biết đâu. Để sao ta? Để coi nhắm lấy được tiền không vậy? Nãy giờ con thấy là cậu Hâu sai rồi à. Thà cái gì mình bàn đúng không thú? À. Tự nhiên công bây giờ vô hai cái mặt như hai con quý vậy. Mày điên quá. Giống như hồi nãy tao nói mày á là chỉ có tránh thôi, y như là bị bệnh thôi, bị bệnh ghé hay bệnh lác đồ thôi. Tự nhiên mày thấy mình lấy mày quẹt quẹt hết lên mặt như ăn khí vậy mày. Con hiểu đâu cậu. Con hiểu, cậu nói là cái đây con mới hiểu nè. Mới sao? Thì hôm qua là cái mặt cậu nó không có dúng dài, cậu hiểu không? Đây nè, nó điều quá trời nè. Thấy, đó. Là nó dúng ngày hôm qua, hiểu không? Cậu con bên đây luôn. Mày khùng quá, dúng ngày hôm qua. Tao đã nói là bây giờ là mình chấm lên y như là mình bị dị ứng, mình bị da liễu vậy á. Mình lên lấy tiền, nó dúng ngày hôm qua y như bị trôn vậy mày mẹ nó. Giờ mày làm tao rấu thêm mà. Sao mày ngu dữ thằng kia kìa. Mày nghe em quen tự nhiên mà thèm gái lắm. Mày cứ chợ, cứ cháu tao mày thèm gái lắm mày sao mày thiếu lắm mày. Dạ cậu thiếu lắm mày sao cậu vô. Tao mà thiếu mày. Đàn ông ai cũng thèm. Mệt thằng kia. Bây giờ quan trọng làm sao để lấy tiền được, là sao mà phục thù được thằng Hiếu này. Còn cái chuyện kia là bây giờ cậu thèm con thèm ngang nhau rồi sao. Cái chuyện kia là bây giờ cậu thèm con thèm ngang nhau rồi xong. Tâm ơi, chào đi. Giờ lên nhà đi. Con không có mét mà. Cậu cũng không được mét vợ con. Rồi vui vẻ đúng không Tú? Ê, đúng rồi. Lấy cái nâu lại đẻ cho người ta mày. Mày nãy vô mượn cái đẻ xong. Đi. Nồi. Lấy mượn cái nâu trẻ cho. Giờ đi trẻ cái nồi á. Trên chỗ nhà nó. Lên lên nhà Hiếu luôn. Không có nó. Mày lên đi mà lên. Tao nằm tao ăn dạ nhà nó là nó đưa tiền. Ấy là không có đưa tiền tao lại lần số không. Không có nói sao? Có, nãy tao đi ngang qua tao mới sử dụng chiến thuật này chứ. Ừ, nếu vậy á, đã nói với Tú nè, Tú xíu nữa em lên em đi rui. Dạ. Giống như em làm người đi theo thôi, em đốc thôi, em hiểu không? Dạ. Nhưng mà em phải quay lén nó. Còn nó mà lật bài ngựa, nếu nó lỡ thấy mấy quay lật bài ngựa là em phải chia mấy quay ra để anh biết được, anh nói nó cho nó đưa tiền. Chút nữa xì tiền ra. Chút nữa mày lên mày nói kêu tao với Hằng bị vợ đuổi ra khỏi nhà rồi. Dạ là tụi nó là nghĩ sao ở An Nhân đấy ai biết à, anh Dương cậu bảy hết đụng nữa trời nó gãy kiều giấy mày biết sao ăn tức đúng cậu mày lát nữa cậu bảy nhớ làm quẹn cho nó sắc tí nha chút tao lên nên tao lên tao lên nói chung con nói cậu là lên trên tiệm nó là nó thấy hai cái mặt mình là như bạch la sát là nó sợ liền đi đi nhưng mà con nói trước ăn Hiếu lấy tiền chưa điều à cậu chéo cái nào rau đưa tiền cho mày đi khám bệnh mày cũng khùng như tao rồi Rồi. Biết ai cùng con ai giận trẻ cái nồi á à?